Tùng trực cúc khúc, hộc bạch ô huyền, giai liễu nguyên do. Cây tùng thì thân cây đứng thẳng, cây kinh gai, loại cây có gai thì leo quanh, mọc thành tường bụi, ngỗng trời thì có lông màu trắng, và quạ thì có lông màu đen. Các tính cách này đều có nguyên do, mà sự tích vốn như thế nào thì Phật đều biết rõ cả. Thậm chí ở ngoài cõi tam thiền đại thiền thế giới, mưa rơi bao nhiêu hạt Phật cũng biết rõ, bởi Phật là chẳng có chỗ không biết, vô sở bất tri, nên mới đạt được danh hiệu này, biến tri pháp giới hiệu. 4. Minh hạnh túc. Minh là minh bạch rõ ràng, hạnh là tu hành. Minh cũng chính là trí huệ, tu hành tức là phước, phước huệ song túc. Phước được tròn đầy, huệ được viên mãn, đó cũng chính là minh hạnh túc vậy. Chữ minh này lại có thể giải thích là tam minh. Tam minh là gồm những gì? Đó là thiên nhãn minh, có được thiên nhãn thông. Túc mạng minh, biết rõ tất cả chuyện đời trước. Và lậu tận minh, đạt được sự vô lậu, không còn phiền não, lậu hoặc. Minh hạnh túc cũng có một danh hiệu đặc biệt, gọi là quả hiển nhân đức hiệu. Tại quả vị, Đức Phật hiển lộ, thị hiện đức hạnh mà Ngài đã từng tu tập khi còn ở nhân địa. 5. Thiện thệ thế gian dài. Thiện có nghĩa là tốt lành. Chữ thệ ở đây đồng nghĩa với chữ vãng và có nghĩa là ra đi. Thiện thệ thế gian dài có danh hiệu là diệu vãng bồ đề hiệu. Vì sao gọi là diệu vãng? Đức Phật đến 10 phương quốc độ của chư Phật một cách tốt lành và khéo dùng quyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sanh nên được gọi là diệu vãng bồ đề hiệu. 6. Vô thượng sĩ. Đây cũng là một trong 10 tôn hiệu của Phật. Vì sao gọi là vô thượng sĩ mà không ai hơn được? Đức Phật đã đoạn trừ mọi lậu hoặc, không còn kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc nữa. Bởi mọi thứ hoặc đều đã dứt sạch nên gọi là vô thượng sĩ. Nếu còn hoặc cần phải đoạn thì gọi là hữu thượng sĩ. Vô thượng sĩ cũng có một danh hiệu riêng, đó là thông ngụy đạt chân hiệu. Đức Phật biết rõ nội thân của ngoại cảnh thảy đều hư ngụy giả tạm, duy chỉ có Phật thừa là chân thật nên gọi là thông ngụy đạt chân hiệu. 7. Điều ngự trượng phu. Điều là điều hòa, ngự là ngự xa, tức là đánh xe. Thời xưa người ta dùng ngựa để kéo xe thì cần phải có người làm ngự xa, tức là cầm roi điều khiển ngựa. Còn ở thời đại này thì lái xe hơi cũng có thể gọi là ngự xa vậy. Điều ngự trượng phu ở đây là điều ngự cái gì? Đó là điều ngự chúng sanh trong 6 đường, khiến cho họ đạt đến Phật quả Bồ Đề, chứng được quả vị Phật. Vì thế đây là một bậc đại trượng phu vĩ đại nhất, có khả năng điều khiển và dẫn dắt chúng sanh, đưa chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử, vượt thoát 6 nẻo luân hồi. Điều ngự trượng phu cũng có một danh hiệu gọi là nhiếp hóa tùng đạo hiệu, nghĩa là hóa độ chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều yêu theo con đường tu đạo chân chánh mà tu hành. 8. Thiên nhân sư. Đức Phật là sư biểu, là bậc thầy của trời và người, là tấm gương của tam giới. Thiên nhân sư cũng có một danh hiệu gọi là ứng cơ thuyết pháp hiệu, nghĩa là ứng theo căn cơ, trình độ và nhân duyên của chúng sanh mà thuyết pháp. 9. Phật. Phật là tên gọi tắt từ chữ Phật Đà Gia của tiếng Phạn, bởi người Trung Hoa thích đơn giản nên chỉ gọi là Phật. Phật cũng có một tên hiệu gọi là tam giác viên minh hiệu. Tam giác là ba loại giác ngộ, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Bởi tam giác viên vạn đức bị, ba giác trọn vẹn muôn đức đủ đầy cho nên được thành Phật. 10. Thế tôn. Bất luận là tại thế gian hay xuất thế gian, Phật đều được tôn thờ, kính trọng nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn cũng có một danh hiệu đặc biệt gọi là tam giới độc tôn hiệu. Tam giới tức là ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Độc tôn có nghĩa là chỉ có Phật mới là bậc tôn quý nhất. Do đó lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa giáng sanh ở cõi thế, thì liền một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói rằng: trên trời dưới trời chỉ có ta Phật là tôn quý, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ngoài ra từ ngữ Thế Tôn còn bao hàm 6 nghĩa: 1. Tự tại, Phật là bậc tự tại nhất. 2. Lớn mạnh, sĩ thạnh, rừng rực như lửa. 3. Đoan nghiêm, vừa đoan chánh vừa trang nghiêm. 4. Khắp nơi đều nghe danh, danh xưng phổ văn, ai ai cũng được nghe được biết đến danh xưng của Phật. 5. Kiết tường, tốt lành, may mắn. 6. Tôn quý. Trên đây là phần giải thích đại cương 10 tôn hiệu của Phật. Vậy trong vô lượng vô biên kiếp về trước, có một vị Phật xuất thế, danh hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, và Đức Phật này thọ 6 vạn kiếp. Kinh văn: khi chưa xuất gia, Ngài là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua của một nước lân cận, rồi cùng nhau thực hành thập thiện, nhiều ích chúng sanh. Nhân dân trong nước lân cận đó đa số tạo nhiều việc ác,
Hai vua bèn bàn tính Quảng Thiết Phương Tiện. Một vua phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật đạo để độ hết những kẻ ấy không sót một ai. Một vua thì nguyện, như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho họ được an vui cho đến đắc quả Bồ Đề thì tôi nguyện chưa thành Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng, vị vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Đức Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ chưa chịu thành Phật đó chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, khi chưa xuất gia, ngài Đức Phật Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua của một nước lân cận, rồi cùng nhau thực hành thập thiện nhiêu ích chúng sanh. Mọi người cùng nhau tu tập 10 thứ thiện nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không tham lam, không sân hận, không si mê, không nói lời ác, không nói gian dối, không nói thêu dệt và không nói đâm thọc để mưu cầu lợi ích cho chúng sanh. Nhân dân trong nước lân cận đó đa số hứa tạo nhiều việc ác. Hai vua bèn bàn tính Quảng Thiết Phương Tiện. Trong nước lân cận đó hầu hết dân chúng đều quen làm điều ác. Vì thế hai vị vua nọ phải cùng nhau bàn bạc tìm cách cứu giúp những người dân ấy. Một vua phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật đạo. Vị vua này muốn chóng được thành Phật để làm gì? Để độ hết những kẻ ấy không sót một ai. Tôi nguyện sẽ khiến cho tất cả các chúng sanh làm điều ác đều được độ thoát, quyết chẳng bỏ sót một người nào. Một vua thì nguyện, như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho họ được an vui cho đến đắc quả Bồ Đề chứng thành Phật đạo thì tôi nguyện chưa thành Phật. Tôi nhất định phải độ xong tất cả các chúng sanh này thì mới thành Phật. Nếu còn một chúng sanh duy nhất chưa thành Phật thì tôi vẫn chưa thể thành Phật được. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, vị vua phát nguyện sớm thành Phật ấy chính là Đức Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ chưa chịu thành Phật đó, nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật thì ông ta chưa chịu thành Phật, chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Và đó cũng chính là thệ nguyện mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng lập trong đời quá khứ. Kinh văn, lại trong đời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời Tượng Pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, thiết bày vật thực cúng dường. Vị La Hán bèn hỏi, ngươi muốn cầu điều chi? Quang Mục thưa rằng, ngày thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu vớt bà, song chưa rõ thân mẫu con thác sanh về đâu. Vị La Hán cảm thương bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa vào đường ác vô cùng khổ sở. Vị La Hán hỏi Quang Mục rằng, thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác chịu cực khổ như thế? Quang Mục thưa rằng, tánh thân mẫu còn chỉ thích ăn cá ba ba cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên hoặc nấu tha hổ mà ăn. Nếu tính đếm số sanh mạng đó thì đến hơn nghìn muôn. Thưa Tôn giả Tử Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân? Vị La Hán xót thương bèn lập phương tiện khuyên Quang Mục rằng, người phải chí thành niệm đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng thì cả còn cùng người mất đều được phước báo. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể tiếp, lại trong đời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai này có thọ mạng lâu dài đến 40 kiếp, và sau khi ngài nhập Niết Bàn trong thời Tượng Pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh vun trồng cội phước. Nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, thiết bày vật thực cúng dường. Sau khi thọ nhận các thức ăn chay do Quang Mục cúng dường, vị La Hán bèn hỏi, ngươi muốn cầu điều chi? Ngươi đã cúng dường cho ta, thế ngươi có việc gì muốn cầu xin ở ta chăng? Ngươi muốn được những lợi lạc gì nào? Quang Mục thưa rằng, ngày thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu vớt bà, song chưa rõ thân mẫu con thác sanh về đâu. Vào ngày mẹ con qua đời, con có làm những việc phước thiện và hồi hướng công đức cho mẹ con, mong rằng mẹ con nhờ đó mà được cứu độ. Nay con chỉ muốn biết một điều, chẳng hay mẹ con hiện đang đầu thai vào chốn nào, đường nào, cõi giới nào. Vị La Hán cảm thương, bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa vào đường ác vô cùng khổ sở. Sau khi ngồi thiền nhập định quan sát và trông thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa lạc vào đường ác, chịu vô vàn khổ sở, vị La Hán hỏi Quang Mục rằng, thần mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì
mà nay phải ở trong đường ác chịu cực khổ như thế. Mẹ của ngươi khi còn sống đã làm những việc gì để đến nỗi bây giờ phải đọa địa ngục, chịu tội báo cực kỳ thống khổ như thế? Quang Mục thưa rằng, đánh thân mẫu con chỉ thích ăn cá ba ba cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn. Khi còn sống, bà mẹ của Quang Mục rất thích ăn cá và ba ba rùa nhỏ. Không những thế, bà còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa. Lớp thì đem chiên, lớp thì luộc nấu. Bà ta chỉ biết ăn cho thỏa thích, không kiêng dè gì cả. Các món ấy là bà cắm cúi ăn ngay, quên hết mọi thứ trên đời, kể cả sanh mạng. Nếu tính đếm số sanh mạng đó thì đến hơn nghìn muôn. Thưa tôn giả Tử Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân? Quang Mục nói tiếp, tính ra thì thân mẫu con đã ăn cả trăm ngàn vạn ức sanh mạng của loài cá và ba ba. Thế nên tôn giả ơi, xin ngài hãy rủ lòng tử bi, thư xót mẫu thân con, mà bảo cho con biết phải làm những gì để cứu giúp người. Vị La Sát xót thương, bèn lập phương tiện, khuyên Quang Mục rằng, người phải trí thành niệm đức thanh tịnh, liền hòa mục Như Lai. Bấy giờ sau khi nghe Quang Mục nói xong, vị La Hán động lòng từ bi, bèn tùy nghi bày cho Quang Mục phương trước để cứu mẹ. Ngài dạy rằng, nếu người có thể đem lòng thành khẩn thiết tha, xưng niệm Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và đắp vẽ hình tượng của Đức Phật này, thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo. Như thế chẳng những thân mẫu ngươi mà ngay cả chính bản thân ngươi cũng được sự lợi ích. Bất luận là người còn sống hay kẻ đã qua đời, tất cả đều được lợi lạc. Kinh văn, Quang Mục nghe xong liền từ bỏ những thứ yêu thích, rồi tô vẽ tượng Phật để thờ cúng và lại đem lòng cung kính khóc thương chiêm lễ. Bỗng đến giữa khuya thì mộng thấy thân Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di, phóng ánh sáng lớn mà bảo với Quang Mục rằng, chẳng bao lâu nữa thân mẫu ngươi sẽ sanh vào nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Sau đó người nữ tỳ trong nhà sanh một bé trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa bé đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng, nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự thọ, tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục, nhờ phương lực của người nên mới được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm thọ mạng ngắn ngủi, đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào ác đạo, người có phương kế gì khiến tôi được thoát miễn chăng? Lược giảng, Quang Mục nghe xong liền từ bỏ những thứ yêu thích. Sau khi nghe vị La Hán dạy là phải cung kính cúng dường Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, Quang Mục bèn xả bỏ và đem bán tất cả những đồ vật mà mình hằng yêu chuộng. Tương tự như thánh nữ Bà La Môn trong phẩm trước, Quang Mục cũng đem bố thí hoặc bán đi những đồ vật quý giá nhất, những thứ mà mình không đành từ bỏ nhất, rồi tô vẽ tượng Phật để thờ cúng. Sau đó Quang Mục dùng giấy hoặc các loại hàng gấm, nhiễu, tơ lụa để vẽ tượng Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, rồi lại sắm sửa hoa quả, nhang đèn, cùng đồ ăn thức uống, y phục, mền chiếu và mang đến cúng dường tượng vẽ của Đức Phật đó. Và lại đem lòng cung kính, khóc thương chiêm lễ vì biết thân mẫu mình đã bị đọa vào đường ác, phải chịu các nỗi thống khổ của chốn ác đạo. Quang Mục xót xa sầu thảm, cứ thành khẩn ngắm nhìn tượng Phật rồi chốc chốc lại cung kính cúi đầu đảnh lễ. Bỗng đến giữa khuya thì mộng thấy thân Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di. Ngày hôm đó vào lúc đã quá nửa đêm, Quang Mục bỗng nhiên mộng thấy Đức Phật hiện thân, hào quang tỏa rạng. Thật ra cảnh giới này chỉ giống như nằm mộng thôi, chứ không phải là mộng thực sự. Sở dĩ như thế là vì Quang Mục thành khẩn đến cực điểm nên mới có được cảnh giới cảm ứng đạo giao, tức là từ trong nhà mà trông thấy được thân Phật sáng chói, song le. Vì nếu nói rằng Quang Mục trông thấy thân Phật thì e có vẻ kỳ bí quá, cho nên trong kinh chép là mộng thấy, mộng kiến vậy. Bây giờ Quang Mục trông thấy Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục, thân hình cao lớn tựa núi Tu Di, sắc vàng rực rỡ, phóng ánh sáng lớn mà bảo với Quang Mục rằng, chẳng bao lâu nữa thân mẫu ngươi sẽ sanh vào nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Đức Phật đó báo cho Quang Mục biết rằng bà mẹ của cô ta sắp được đầu thai vào nhà của cô, và đứa bé ấy có đặc điểm là sau khi chào đời, vừa mới cảm giác được sự đói khát ấm lạnh thì nó có thể nói chuyện được rồi. Vì vậy cô ta hãy chờ xem. Sau đó người nữ tỳ trong nhà sanh một bé trai. Những kẻ đi làm công cho người ta thì đàn ông gọi là nô, còn đàn bà gọi là tỳ. Nô tỳ là hạng đầy tớ thấp hèn, phải chịu sự sai khiến của chủ. Chủ bảo đâu nghe đó, sai chi làm nấy. Bấy giờ chẳng bao lâu sau thì quả nhiên trong nhà của Quang Mục có người nữ tỳ sanh được một bé trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói.
Thường thì trẻ con cũng phải 3 hoặc 4 tuổi mới biết chuyện trò rành mạch. Nhưng đứa bé này ra đời chưa đến 3 hôm là nói được rồi. Đứa bé đó nói những gì? Đứa bé cúi đầu buồn khóc. Đứa bé đó hướng về phía có thờ tượng Phật mà cúi đầu làm lễ rồi bật khóc mà nói với quan mục rằng: nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự thọ. Quả báo của nghiệp duyên trong vòng sanh tử thì phải tự mình nhận lãnh. Bởi nhân duyên đã gây tạo ác nghiệp trong vòng sanh tử, sau này đến khi thọ quả báo thì phải chính bản thân mình thọ chịu. Nếu quả báo tốt lành thì chính mình thọ hưởng, mà quả báo xấu ác thì cũng tự mình gánh chịu. Hễ mình làm thì mình chịu chứ chẳng phải ai khác. Đứa bé ấy nói tiếp: tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm, chẳng thấy được ánh sáng của mặt trời mặt trăng hoặc các vị tinh tú. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy gì cả ngoài một màu đen tối âm u. Từ khi vĩnh biệt người, từ khi tôi chết cho đến nay, tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên mới được thọ sanh. May thay người đã vì tôi mà tạo phước đức, chính nhờ nương vào phước lực do người đã gây tạo nên nay tôi được thoát khỏi những nỗi khổ sở trong chốn địa ngục, nhưng còn phải đầu thai làm kẻ hạ tiện, lại thêm thọ mạng ngắn ngủi. Bà mẹ của quang mục tuy được thọ sanh làm người, song phải làm con của kẻ nô tỳ hèn hạ. Làm kẻ hạ tiện thì cũng đành đi, nhưng lại còn bị yểu thọ nữa. Yểu thọ tức là chết yểu, chết sớm, mạng sống ngắn ngủi. Đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào ác đạo. Người có phương kế gì khiến tôi được thoát miễn chăng? Đứa bé ấy nói với quang mục rằng: phen này tôi chỉ sống được tới 13 tuổi mà thôi, sau đó tôi lại bị đọa lạc trong đường ác nữa. Vậy chẳng hai người có cách gì giúp cho tôi được giải thoát chăng? Xin người hãy mau mau tìm giải pháp, giúp tôi thoát khỏi bao thống khổ của chốn ác đạo. Kinh văn: quang mục nghe nói biết là mẹ mình chẳng sai nên nghẹn ngào thương khóc, mà nói với con kẻ nữ tỳ rằng: đã là mẹ tôi tất biết bổn tội, do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: do hai nghiệp là sát hại và hủy mạng mà phải thọ báo. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho, thầy cứ theo những nghiệp đó thì tôi vẫn chưa được giải thoát. Quang mục hỏi rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra sao? Còn kẻ nữ tỳ đáp rằng: những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, suốt cả trăm ngàn năm cũng khó mà kể cho hết được. Lược giảng: quang mục nghe nói biết là mẹ mình chẳng sai. Sau khi nghe đứa bé con của người nữ tỳ nói như thế, thì quang mục biết chắc rằng đó là thân mẫu của mình đầu thai, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nên nghẹn ngào thương khóc. Nghẹn ngào là trạng thái như có cái gì chặn ở cổ họng, khiến mình thốt ra, thốt không ra lời, khóc chẳng thành tiếng, khí quản bị tắc nghẽn, tưởng chừng như sắp đứt hơi vậy. Bấy giờ muốn khóc thì không khóc được, mà có muốn cười thì cũng chẳng cười nổi, cũng không biết là khóc hay cười nữa. Đó gọi là nghẹn ngào, bởi trong lòng cảm thấy đau đớn, xót xa đến cực điểm nên mới như thế. Lúc ấy quang mục nghẹn ngào mà nói với con kẻ nữ tỳ rằng: đã là mẹ tôi tất biết bổn tội. Người là mẹ tôi ắt phải tự biết mình trước kia cho gây tạo những nghiệp tội gì. Thế thì chẳng hay người do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Còn kẻ nữ tỳ đáp rằng: do hai nghiệp là sát hại và hủy mạng mà phải thọ báo. Nghiệp thứ nhất mà bà mẹ của quang mục gây ra là sát hại. Bà đã từng giết cá, giết ba ba để ăn thịt, lại còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa, hoặc chiên hoặc nấu. Bà chỉ biết ăn cho thỏa thích mà thôi. Nghiệp giết hại sanh vật thì rất nặng nề, nghiêm trọng. Ngoài ra bà còn tạo nghiệp hủy mạng, tức là chê bai mắng nhiếc nữa. Bà mẹ của quang mục trước kia thường hủy báng tam bảo, mắng chửi chúng sanh. Cả hai nghiệp tội này đều rất nghiêm trọng, do đó bà phải gánh chịu quả báo khổ sở đến giường ấy. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho, thầy cứ theo những nghiệp đó thì tôi vẫn chưa được giải thoát. Giả sử không được quang mục làm việc công đức để cứu độ cho, thì căn cứ theo những tội lỗi mà bà đã tạo, lẽ ra đến nay bà vẫn chưa được thoát khỏi khổ nạn. Nghe đứa bé nói như vậy, quang mục hỏi rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra sao? Chẳng hay việc tạo tội và thọ báo ở địa ngục thì như thế nào? Người có thể kể cho tôi biết được chăng? Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, suốt cả trăm ngàn năm cũng khó mà kể cho hết được. Đứa bé ấy trả lời quang mục rằng: việc gây tạo tội lỗi và gánh chịu quả báo thì tôi chẳng thể nào kể lại được, tôi không nhẫn tâm nói ra. Dù trải qua một thời gian dài đến cả trăm ngàn vạn năm cũng không thể nào thuật cho hết những nỗi thống khổ này. Trong các quý vị ở đây, có nhiều người chỉ ngồi nghe giảng kinh thôi mà đã thở vắn than dài là nhọc nhằn mệt mỏi,
Xong lè đến khi bị đọa địa ngục thì quý vị có biết sẽ như thế nào không? Lúc đang thọ báo ở địa ngục, dầu cho quý vị có hết lời nài nỉ van xin, xin hãy thả tôi ra, tôi không muốn ở đây chịu tội nữa thì cũng chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế, quý vị không thể nào trốn thoát được cả. Nếu tội báo của quý vị chưa hết mà quý vị lại không muốn ở địa ngục chịu tội thì tất nhiên là không thể được. Do đó chúng ta sống ở đời, nếu có những lúc phải chịu được đôi chút khổ sở thì hãy tự nhủ rằng không sao so với cái khổ ở địa ngục thì vẫn đỡ hơn rất nhiều. Cái khổ ở địa ngục còn ghê gớm đáng sợ hơn nữa. Nếu nghĩ được như vậy thì ở đâu quý vị cũng thấy vui vẻ, thanh thản, chẳng có nơi nào là khổ sở cả. Thậm chí cho dù hai chân nhức nhối vì ngồi thiền, quý vị cũng không lấy đó làm khổ. Quý vị thử nghĩ xem, nếu quý vị đọa địa ngục và bị loài quỷ dùng chĩa nhọn đâm bừa vào mình mẩy rồi thẳng tay ném vào vạc dầu đang sôi sùng sục thì như thế là khổ hay không khổ? Nếu lúc bấy giờ quý vị khẩn khoản van xin, cha ơi tôi chịu không nổi nữa rồi, xin các ngài làm ơn, làm phước, đừng bỏ tôi vào vạc dầu nữa mà, thì loài quỷ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm nghe gì cả. Bởi ở địa ngục thì không hề có chuyện thông cảm lôi thôi, quý vị đau khổ, than thân, khóc phận, oán trời trách đất ư, ái chà, thế thì bọn quỷ ở địa ngục sẽ ném quý vị vào chảo dầu để chiên sống thêm lần nữa, khiến cho quý vị lại càng đau đớn khổ sở nhiều thêm. Kinh văn: Quang Mục nghe xong rơi lệ gào khóc, bạch cùng giữa hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, và khi mãn 13 tuổi thì không còn trọng tội, cũng chẳng phải trải qua các ác đạo nữa. Cúi xin thập phương chư Phật tử bi thương xót lắng nghe con, nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng: Như thân mẫu con được vĩnh viễn để khỏi chốn tam đổ và hàng hạ tiện, cho tới cùng kiếp không phải thọ thân người nữ nữa, con xin đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: Kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi thì sau đó con mới thành chánh giác. Lược giảng: Quang Mục nghe xong rơi lệ gào khóc, bạch cùng giữa hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, con chỉ cầu xin cho mẹ con được đời đời kiếp kiếp xa lìa mọi thống khổ của chốn địa ngục. Bà mẹ của Quang Mục rất may mắn có được một người con hiếu thảo như thế, bằng không e rằng đến nay bà vẫn còn trầm luân ở chốn địa ngục, chứ chưa dễ gì thoát ra được. Bởi vì bà giết hại quá nhiều sinh vật, mắng chửi người ta cũng không phải ít nên mới bị đọa địa ngục. Nhưng người con gái hiếu thảo của bà đã lập nguyện cầu xin cho bà được khỏi phải chịu những nỗi thống khổ của chốn địa ngục, và khi mãn 13 tuổi, thọ mạng trong đời này của bà hết rồi thì không còn trọng tội và cũng chẳng phải trải qua các ác đạo nữa. Quang Mục lại cầu mong rằng sau khi thọ mạng 13 tuổi trong đời này đã mãn thì bao nhiêu tội lỗi nghiêm trọng của bà cũng đều được tiêu tan và bà không còn phải đọa vào đường ác nữa. Cúi xin thập phương chư Phật từ bi thương xót lắng nghe con, nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng: Con xin cùng thỉnh chư Phật cùng chư Bồ Tát ở khắp mười phương đồng đến để chứng giám cho con là Quang Mục. Nay xin vì thân mẫu mà lập nguyện rằng: Như thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi chốn tam đồ, thoát ly hẳn bao nỗi thống khổ của đau đồ, huyết đồ và hỏa đồ và hàng hạ tiện, cho tới cùng kiếp không phải thọ thân người nữ nữa, chẳng những thân mẫu con không còn phải làm con của kẻ tôi đòi hèn hạ, mà đời đời kiếp kiếp cũng không phải mang thân nữ nữa, thì con xin đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: Kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thảy đều không còn phải chịu đựng bao thống khổ trong ba đường ác cùng những nỗi khổ khác nữa. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi, sau đó con mới thành chánh giác. Quý vị phải biết rằng, nếu không nhờ có Địa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta sở dĩ ngày nay được làm người đều là nhờ nguyện lực của lời đại nguyện mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lập từ vô lượng kiếp đến nay. Chính nguyện lực của Ngài đã cứu chúng ta thoát khỏi chốn địa ngục, thoát khỏi đường ngạ quỷ và thoát khỏi thân súc sanh. Tuy nhiên chúng ta hiện nay vì chưa chứng đắc túc mạng thông, cũng chưa có được thiên nhãn thông,
nên không thể biết được trước kia mình đã từng thọ hưởng ân huệ, đức từ bi cùng bao nhiêu điều tốt lành và lợi lạc do Địa Tạng Vương Bồ Tát ban bố. Nếu không nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát sớm lập đại nguyện này thì chúng ta đã phải gặp rất nhiều nguy hiểm. Do đó trong từng giây từng khắc, lúc nào chúng ta cũng phải nhớ đến việc báo đáp ơn đức sâu dày của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh văn: Phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: Này Quang Mục, người quả có lòng đại từ mẫn, khéo vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Ta quan sát thấy mẹ ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này rồi, sẽ thọ sanh làm người phạm trí, sống lâu trăm tuổi. Sau khi hết báo thân ấy, sẽ được sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính cả, và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ nhân thiên số nhiều như cát sông Hằng. Đức Phật bảo định tự tại vương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mẫu của Quang Mục là giải thoát Bồ Tát, còn Quang Mục là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Lược giảng, sau khi Quang Mục phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, nghe rõ cụ văn, tức là nghe rõ buồn một rõ ràng từng tiếng, chứ không phải là chỉ nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất hoặc mơ mơ hồ hồ như mộng mị. Như vậy, lúc vừa nói dứt lời nguyện, thì Quang Mục nghe rõ ràng tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai vọng xuống rằng, Này Quang Mục, người quả có lòng đại từ mẫn, người thật là vô cùng từ bi, khéo vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Hạnh nguyện của ngươi quả thật đã khiến cho ta rất hoan hỉ. Ai đã chỉ dạy chỉ bảo ngươi làm như thế? Ngươi đã có thể vì chọn hiếu đạo với mẹ mà lập thệ nguyện lớn lao dường ấy. Ta thật chưa từng nghe qua. Từ trước đến nay chưa có chúng sanh nào dám lập đại nguyện rộng lớn đến thế. Này người, vì thiết tha muốn cứu mẫu thân mà phát lời đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, đây là điều rất hiếm có, là chuyện rất khó gặp. Thật là đáng quý lắm thay, người quả là một người con chí hiếu. Khen ngợi Quang Mục như thế xong, Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai lại nói tiếp rằng, ta dùng Phật nhãn quan sát thấy mẹ người lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này rồi sẽ thọ sanh làm người phạm trí. Này nhờ người đã lập đại nguyện như thế, cho nên khi thọ mạng 13 năm của mẹ người trong đời này đã hết, thì đời sau bà sẽ được đầu thai làm người phạm trí, và chẳng những thế mà còn được sống lâu trăm tuổi. Phạm trí chính là Bà La Môn giáo, cũng gọi là Tịnh Duệ, tức là hậu duệ dòng dõi của người tu hạnh thanh tịnh. Sau khi hết báo thân ấy sẽ được sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính cả. Ngoài ra, Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai còn cho biết rằng, sau khi bỏ thân phạm trí, thân mẫu của Quang Mục sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc, sống lâu đến không thể tính đếm được là bao nhiêu kiếp, và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ nhân thiên số nhiều như cát sông Hằng. Số người ở cõi nhân gian và số thiên nhân ở cõi trời được vị Phật đó độ thoát thì nhiều như cát sông Hằng vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo định tự tại phương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó, vị La Hán ở thời tượng pháp của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai đã vì lòng hiếu thảo của Quang Mục mà quán sát tìm xem mẹ cô ta đọa lạc ở đâu, chính là vô tận ý Bồ Tát. Còn thân mẫu của Quang Mục là giải thoát Bồ Tát, và Quang Mục là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Kinh văn: Trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát đã có lòng tử mẫn, lập thệ nguyện nhiều như các sông Hằng, quảng độ chúng sanh như thế. Trong đời vị lai, như có kẻ nam người nữ nào không làm lành mà làm ác, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sanh có các nghiệp như thế tất phải đọa vào đường ác. Được rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát Địa Tạng Vương đã có lòng tử mẫn, lập thệ nguyện nhiều như các sông Hằng, quảng độ chúng sanh như thế. Như đã nói ở trên, vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này có lòng từ bi rất bao la, vì thương xót khắp cả chúng sanh mà Ngài phát nguyện giáo hóa và độ thoát muôn loài. Thệ nguyện mà Ngài đã từng lập thì vô lượng vô biên, nhiều như các sông Hằng, chứ chẳng phải chỉ có những lời được ghi chép trong kinh mà thôi đâu. Trong đời vị lai, như có kẻ nam người nữ nào không làm lành mà làm ác, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả, mọi người đều nên việc ác không làm, chỉ làm việc thiện. Thế nhưng có những chúng sanh lại việc thiện không làm, chỉ làm việc ác. Thậm chí có giảng về luật nhân quả cho họ nghe, họ cũng chẳng chịu tin. Vừa rồi tôi đến trường đại học University of California thuyết pháp.
Sau buổi giảng thì có một sinh viên người Trung Hoa chờ tôi ngoài giảng đường và hỏi: "Thưa thầy, chẳng hay Phật giáo có tin nhân quả chăng?" Tôi đáp: "Có chứ, về nhân quả, vấn đề không phải là tin hay không tin, bởi đó đúng là điều có thật. Anh tin thì cũng có luật nhân quả, mà anh không tin thì luật nhân quả cũng vẫn tồn tại như thường. Nếu anh không tin nhân quả thì bây giờ tôi sẽ đưa ra một thí dụ hết sức đơn giản để anh tự nghiệm lấy. Thí dụ anh tát người nào đó một bạt tai thì người ấy nhất định sẽ tát lại anh một cái để trả đũa, có đúng không? Anh đánh người ta đó là nhân, còn người ta đánh anh lại tức là hậu quả của việc anh làm. Anh đánh người ta thì người ta cũng đánh anh vậy. Thế nào, anh có tin lý lẽ này không?" Anh sinh viên ấy nói rằng như thế thì anh ta không còn gì để nói nữa. Ban đầu anh ta có rất nhiều lý lẽ muốn đến để tranh cãi biện luận, cho rằng không có nhân quả. Sau khi nghe tôi nói như thế, có lẽ anh ta sợ bị người khác đánh, hoặc là anh chẳng muốn đánh người khác hay sao thì tôi không rõ. Tuy nhiên anh ta đã bắt đầu tin là có nhân quả. Chúng ta vốn không nên đánh đập ai cả. Do đó nếu quý vị gây gổ đánh đập người khác, tức là quý vị đã gieo cái nhân không tốt rồi. Bởi quý vị đánh người nên mới bị người đánh, cho nên việc quý vị bị người ta quay lại đánh trả chính là cái quả của quý vị vậy. Nếu quý vị không tử tế với mọi người thì mọi người cũng không tử tế với quý vị. Nếu quý vị cư xử tốt với mọi người thì mọi người cũng cư xử tốt với quý vị. Đó là luật nhân quả. Cho nên trồng thiện nhân thì kết thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Ngoài ra nếu quý vị kết giao toàn bạn xấu không đàng hoàng thì sớm muộn gì quý vị cũng bị ảnh hưởng mà trở thành người xấu. Trái lại nếu quý vị toàn giao du với bạn tốt thì cho dù bản thân quý vị là người xấu, dần dần quý vị cũng trở thành người tốt. Cho nên mọi chuyện đều là nhân quả, quý vị chớ truy tìm đâu xa cho uổng công. Đừng vội lên án người ta là không tốt với mình, mà trước hết hãy tự vấn lương tâm, xét xem mình có tốt với người ta hay không. Đối với việc gì chúng ta cũng nên hồi quang phản chiếu, phản cầu chư kỷ, soi xét lại chính mình. Chứ đừng như cái máy chụp hình cứ mải miết chụp hình người khác, còn bản thân mình hình thù ra sao thì lại hoàn toàn mù tịt, không hay không biết. Kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu. Chúng ta phải luôn luôn nhớ là đừng bao giờ phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu. Nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Thế nào là lưỡng thiệt? Thí dụ với người này thì quý vị dùng bộ mặt này, với người khác thì quý vị lại dở bộ mặt khác. Gặp giáp thì nói xấu ất, gặp ất thì chê bai giáp. Như thế là quý vị phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu. Hoặc là quý vị gièm pha dùng lời nói để gây hiềm khích, chia rẽ nội bộ, phá hoại sự đoàn kết của một tập thể đến nỗi tổ chức phải tan rã, đó cũng là phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu vậy. Về tội lưỡng thiệt ác khẩu thì nghiêm trọng nhất là khoản phá hòa hợp tăng. Thế nào gọi là phá hòa hợp tăng? Người cư sĩ tại gia thì không được sao nói lỗi của người xuất gia. Những vị tỳ kheo và sa di đã thọ giới sa di hoặc giới bồ tát. Bởi quý vị học Phật pháp là học từ những người xuất gia, từ các vị tỳ kheo và sa di này. Cho nên quý vị không được học Phật pháp rồi sau đó lại đi phá hoại Phật pháp, gây sự xích mích trong đoàn thể tăng già. Nếu quý vị dùng lời nói làm cho tăng già trở nên bất hòa, tức là quý vị đã phá hòa hợp tăng và mắc tội lưỡng thiệt ác khẩu vậy. Trong Phật giáo, phá hòa hợp tăng là một trong năm tội nghịch nghiêm trọng nhất, ngũ nghịch tội, và đó là: một, giết cha mình, thí phụ; hai, giết mẹ mình, thí mẫu; ba, giết bậc đã chứng quả A-la-hán, thí A-la-hán; bốn, là mất sự hòa hợp giữa chư tăng với nhau, phá hòa hợp tăng. Ví dụ với vị sư này thì quý vị kể lại những khuyết điểm sai sót của vị sư kia, rằng vị ấy có lỗi với vị này như thế nào. Còn với vị sư kia thì quý vị lại mách những nhược điểm thiếu sót của vị sư này, rằng vị này có lỗi với vị kia như thế nào, đố kỵ chướng ngại ra sao, khiến cho giữa những người xuất gia không còn sự hòa thuận, chư tăng không thể cùng ở chung, cộng trụ với nhau được nữa, và rốt cuộc là tăng đoàn bị chia rẽ, phân tán. Như thế là quý vị đã phá hòa hợp tăng vậy. 5. Làm thân Phật chảy máu, xuất Phật thân huyết. Đây là tội nghịch thứ 5. Hiện tại Đức Phật không còn tại thế, song nếu quý vị thiêu đốt tranh ảnh có hình Phật hoặc phá hủy tượng Phật thì cũng chẳng khác nào làm thân Phật chảy máu vậy. Trên đây là nói tổng quát về những tội bao hàm trong tội lưỡng thiệt ác khẩu. Mỗi người trong chúng ta đều phải đặc biệt chú ý, chớ bao giờ phạm những tội ấy, bằng không quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục, vĩnh viễn không đời nào thoát ra được. Kẻ hủy báng đại thừa. Có nhiều người cho rằng không có đại thừa mà chỉ có văn tự Bali. Hôm qua có một kẻ ngông cuồng đã cật vấn: kinh điển của các người là dịch ra từ tiếng Pali chứ gì? Anh ta ngay cả chữ Pali là như thế nào còn không biết,
mà lại hỏi có phải dịch ra từ tiếng Pali hay không. Đó chẳng qua là anh ta muốn tỏ ra ta đây cũng là người hiểu biết thông thạo, hạng người như thế thật rất đáng thương. Những chúng sanh có các nghiệp như thế tất phải đọa vào đường ác. Những chúng sanh tạo ác nghiệp như thế nhất định sẽ bị đọa vào ba đường dữ, thật là nguy hiểm biết bao. Kinh văn: nếu gặp được hàng thiện tri thức, khuyên bảo khiến trong trường khải móng tay, liền quy y Địa Tạng Bồ Tát. Những chúng sinh đó lập tức được thoát khỏi báo khổ của tam ác đạo. Nếu có thể, tâm trí quỳ kính và chiêm lễ tán thán, cùng dùng hương hoa, y phục, các thứ chân bào hoặc đồ ăn thức uống mà cúng phụng, thì trong trăm ngàn muôn ước kiếp về sau, thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thủ thắng vi diệu. Nếu phước trời hết, phải sanh xuống nhân gian, thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương, lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Này Định Tự Tại Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị, đại oai thần lực lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Lược giảng: nếu gặp được hàng thiện tri thức, chữ nếu này thuộc lại bất định từ, do đó nếu gặp có nghĩa là có thể gặp được mà cũng có thể là không gặp được. Bây giờ Đức Phật đặt giả thiết là các chúng sanh tạo ác nghiệp đó gặp được bậc thiện tri thức. Thế nào gọi là thiện tri thức? Tri là nghe danh, văn danh, thức là thấy mặt, kiến diện. Nghe danh tức là nghe thấy, biết đến tên tuổi, tiếng tăm. Thấy mặt tức là biết rõ mặt mày, hình tướng. Vậy tri thức có nghĩa là nhận thức hiểu biết một cách rõ ràng, tường tận. Về chữ thiện, thông thường được xem là đồng nghĩa với chữ hảo, tốt. Song ở đây thì được dùng theo nghĩa của chữ năng, khả năng. Bậc thiện tri thức là người có khả năng nhận thức. Nhận thức điều gì? Họ có thể nhận thức được những khổ não trong tam giới, biết rõ rằng tam giới không yên như ngôi nhà lửa. Có ba hạng thiện tri thức, đó là ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức. Một, ngoại hộ thiện tri thức, đây là những vị thiện tri thức từ ngoài đến để hộ pháp, tự nguyện giúp đỡ người xuất gia xử lý công việc trong chùa. Họ tận tụy hộ trì tam bảo, hộ trì thường trụ và hoan hỷ cúng dường mọi vật phẩm mà thường trụ cần đến. Nói tóm lại, ngoại hộ thiện tri thức là những người ở ngoài nhưng tự nguyện đến chùa để hộ trì người tu đạo. 2. Đồng hành thiện tri thức. Thế nào gọi là đồng hành? Đó là cùng nhau tu hành. Hàng thiện tri thức này thường cùng nhau tu tập và động viên khuyến khích lẫn nhau. Khuyến khích lẫn nhau bằng cách nào? Bằng cách đả đồng tham, đánh bạn cùng tu. Nghĩa là chúng ta cùng tu tập với nhau thì quý vị giúp tôi chỉ cho tôi rõ những lỗi lầm của tôi, và tôi giúp quý vị chỉ cho quý vị rõ những sai sót của chính quý vị. Bởi con người thường có khuynh hướng không tự thấy được cái sai của chính mình, nếu nhờ người khác tìm dùm thì dễ dàng hơn. Thói thường, người trong cuộc thì mê, kẻ ngoại cuộc thì sáng. Đường cục giả mê, ngoại cục giả thanh. Ở cương vị của người trong cuộc, lắm lúc chúng ta bối rối, không thấy được mình đúng hay sai. Trong khi đó, người ngoại cuộc thì do đứng ngoài không dính líu đến sự việc nên cái nhìn có sáng suốt hơn. Vì vậy mọi người thường có thể hỗ tương, thấy rõ khuyết điểm của nhau hơn. Quý vị thấy rõ được cái sai của tôi thấy rõ được cái sai của quý vị. Tuy nhiên đả đồng tham có nghĩa là quý vị nêu ra những sai sót của tôi để tôi biết mà sửa đổi. Tôi kể lại những sai phạm của quý vị để quý vị rõ mà sửa mình, chứ không phải là quý vị phát hiện cái sai của tôi thì tôi liền đùng đùng nổi giận. Tôi khám phá ra tội lỗi của quý vị thì quý vị lại gây gổ lôi thôi. Chúng ta chẳng những không được nóng nảy giận dữ mà còn phải bình tâm tĩnh trí, nghiên cứu lỗi lầm của nhau để bổ khuyết cho nhau nữa. Đó gọi là hỗ tương khích lệ, sách tấn lẫn nhau, giúp nhau tinh tấn tu tập, cùng nhau trau dồi rèn luyện. Trong ngũ kinh sách đại học có câu: như gọt như rũa, như trau như chuốt, như thiết như tha, như trác như ma. Như người thợ ngọc tỉ mỉ dùng dao đẽo gọt từng chút một, sau đó phải dùng rũa để mài đi chuốt lại thật công phu, miếng ngọc thô sơ mới trở thành một món trang sức bằng ngọc xinh đẹp quý giá. Hai người bạn cùng nhau đả đồng tham, nghĩa lý cũng tương tự như thế. Chúng ta phải hỗ tương trau dồi mài rũa. Bạn tìm khuyết điểm của tôi tìm khuyết điểm của bạn, để rồi cùng giúp nhau sửa đổi. Người chân chánh tu hành nhất định phải nuôi dưỡng một tinh thần như thế. Đó là nói về bậc đồng hành thiện tri thức. 3. Giáo thọ thiện tri thức. Những người giảng kinh thuyết pháp, truyền bá và hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sanh được gọi là bậc giáo thọ thiện tri thức. Khuyên bảo khiến trong trường khải móng tay liền quy y Địa Tạng Bồ Tát. Một khải móng tay là một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, còn một chớp mắt thì sao? Mắt nhấp nháy một cái thì gọi là nháy mắt hoặc một chớp mắt.
cứ 20 niệm là một nháy mắt, 20 nháy mắt là một sát na. Trong kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã có nói rằng cứ trong một sát na thì có 900 lần sinh diệt, có nghĩa là trong khoảng thời gian một sát na thì cái niệm suy nghĩ của chúng ta trải qua 900 lần sanh diệt, một khải móng tay thì lâu bằng 64 sát na. Tuy nhiên trong trường khải móng tay ở đây chỉ ngụ ý là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, chỉ trong một thoáng chốc mà thôi. Câu khuyên bảo khiến trong trường khải móng tay có hai cách giải thích. Cách thứ nhất là chúng sanh đó tin tưởng và quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát, được một khoảnh khắc ngắn ngủi trường khải móng tay thì liền thăng thiên, hưởng sự an lạc vĩnh viễn. Cách thứ hai là nhờ được sự khuyên bảo của bậc thiện tri thức nên chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trường khải móng tay, chúng sanh đó liền mau mắn sanh tín tâm, quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát tức là cung kính, đem cả thân tâm tánh mạng của mình giao phó cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, xem Địa Tạng Vương Bồ Tát như một người cha từ bi của mình, còn mình thì như con cái của Ngài. Như vậy, giả sử những chúng sanh quen làm điều ác, chẳng tin nhân quả, lại còn tà dâm vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, hủy báng đại thừa, chịu vâng theo lời khuyên của bậc thiện tri thức mà quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi khổ báo của tam ác đạo. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi trường khải móng tay, bao nhiêu khổ báo ở ba đường ác trong thời gian dài đến vô lượng vô biên của những chúng sanh đó đều tiêu tan. Lại nữa, những chúng sanh đó nếu có thể tâm trí quy kính, chuyên nhất kỷ tâm trí thành quy kính và chiêm lễ tán thán, ngắm nhìn đảnh lễ tấm tắc ngợi khen, cùng dùng hương hoa y phục các thứ chân bảo báu vật quý giá hoặc đồ ăn thức uống mà cúng phục Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, những chúng sanh đó thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thủ thắng vi diệu. Người xuất gia có lệ là trước khi thọ thực đều phải thượng cúng, tức là dâng cúng thức ăn cho chư Phật trước. Nếu phước trời hết, phải sanh xuống nhân gian thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương. Sau khi hưởng hết phước trời của mình, những chúng sanh đó sẽ sanh xuống cõi người trở lại và thường được làm hoàng đế trong cả trăm ngàn vạn kiếp. Lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Hơn thế nữa, họ vẫn nhớ được những sự việc trong các đời trước của mình và biết rành rẽ cội ngành nhân quả trả vay. Này Định Tự Tại Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị đại oai thần lực, đại oai đức không thể nghĩ bàn, đại thần thông không thể nghĩ bàn, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Tất cả các ông đều nên phát tâm truyền bá rộng rãi bộ kinh Địa Tạng này. Hiện nay chúng ta được nghe đến tên kinh Địa Tạng, được nghe giảng kinh Địa Tạng đều là nhờ chư Bồ Tát dùng oai lực mà truyền bá rộng khắp. Nếu không nhờ chư Bồ Tát âm thầm tuyên truyền lưu bố, chúng ta chưa chắc đã gặp được pháp bảo thậm thâm vi diệu như thế này. Kinh văn: Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo nghĩ, Ngài muôn ước Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đà để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Lược giảng: Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo nghĩ. Bạch Đức Thế Tôn: Đừng lo nghĩ về vấn đề này, ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đà. Chúng con sẽ đi khắp cõi Nam Diêm Phù Đà mà tuyên thuyết truyền bá rộng rãi bộ kinh này để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Ngài cùng kính kính cúi đầu đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi lui ra ngồi sang một bên. Kinh văn: Bấy giờ bốn vị thiên vương cai quản bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn độ chưa hết lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Lược giảng: Bấy giờ lúc Bồ Tát Định Tự Tại Vương cung kính lễ Phật và lui ra ngồi sang một bên rồi, thì bốn vị thiên vương coi bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy. Bốn vị thiên vương của bốn phương đều cư ngụ ở lưng chừng núi Tu Di, cùng điện có thành trì bằng thất bảo, vàng bạc lưu ly, pha lê sa cử xích châu mã não bao quanh. Thành cao 42.000 do tuần, chu quanh có 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới răng là võng, 7 lớp cầu lớn bao bọc vô cùng trang nghiêm.